Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 29 tháng 7 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, sáng nay tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi cô giáo Mỹ Linh ở Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh gửi tặng 100 mẫu bánh mì và các cô Mai, cô Bảy từ bên Mỹ đã thể hiện tấm lòng bác ái gửi tặng bánh mì hàng tuần cho những người đang chăm sóc bệnh nhân ung thư. Thành Võ thay mặt các thầy thuốc, nhân viên và bệnh nhân ung thư cảm ơn tấm lòng vàng của các cô đã san sẻ những khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn. Hành động của các cô là nguồn động viên lớn lao cho những bệnh nhân ung thư đang chiến đấu với căn bệnh quái ác. Xin trân trọng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, thật tuyệt vời. Cảm ơn bệnh nhân Trần Quang Trung đã chia sẻ những cảm nhận chân thật về người dân và mảnh đất Trà Vinh, nơi phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Những lời khen ngợi của bệnh nhân chính là món quà quý giá nhất đối với chúng tôi. Việc bạn cảm nhận được sự thân thiện, ngọt ngào, hiền hòa và mến khách của người dân Trà Vinh, đặc biệt là người dân ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là điều rất đáng trân trọng. Đó chính là nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất này, nơi con người luôn mở lòng đón tiếp mọi người bằng tình cảm chân thành. Ngoài ra, việc bạn đánh giá cao về cuộc sống sinh hoạt tại Trà Vinh, từ việc ăn ở đi lại đến giá cả cũng cho thấy Trà Vinh là một nơi đáng sống, môi trường sống trong lành, nhiều cây xanh, trái ngọt và rau sạch, chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho bất kỳ ai khi đến đây. Tôi rất vui khi biết bạn có những ấn tượng tốt đẹp về Trà Vinh. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn và những người thân yêu của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần sự hỗ trợ gì thêm, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn Trần Quang Trung đã chia sẻ những cảm nhận quý báu này. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Sau 2 tháng vào quê hương Trà Vinh thì điều cảm nhận đầu tiên của tôi là con người ở đây nó rất là mộc mạc và thân thiện. Khi xuống xe từ sân bay Tân Sơn Nhất được xe Hoàng Kim đón về Trà Vinh thì người đầu tiên tôi gặp đó là một người dân bình thường ở Trà Vinh, nhưng mà người ta giới thiệu về đường đi rồi là cái địa chỉ đến và còn là yêu cầu là chở vào nữa, tự nguyện chở vào đến vị trí phòng khám nữa. Thì tôi thấy là con người ở đây nó cũng rất là giản dị và cũng rất là chân tình đối với những cái người bệnh nhân đến đây nói riêng và những cái người khách đến đây là nói chung. Họ rất là thân tình, họ rất là chan hòa và cũng rất là cởi mở. Còn về cái điều kiện sống ở đây thì cũng rất là đơn giản, không có gì là phức tạp. Nó cũng mình nhu yếu phẩm thì cần mình cũng có thể đi mua ở các cái chợ ở gần đây hoặc là ở các cái siêu thị Bách Hóa Xanh đấy. Và ở người dân ở đây người ta sẵn sàng giúp đỡ nếu mình cần đấy. Và một phần nữa là không khí ở đây thật sự là rất là trong lành, rất là dễ chịu. Giá cả các mặt hàng thì về nhu yếu phẩm thì cũng so với thì ở vùng quê của mình thì nó có giá nó cao hơn khoảng tầm 20%. Ở đây phòng trọ cũng rất là nhiều, cho nên là và giá cả cũng trước đây mới vào thì thấy nghe người ta nói là ít phòng trọ cho nên giá cũng hơi cao, nhưng bây giờ thì nhà trọ rất là nhiều cho nên giá cũng là bình dân thôi, cũng tầm 1,5 triệu đổ lại. Nó cũng dễ chịu cho những người đến trò và chữa bệnh ở đây, cũng rất là cũng dễ chịu chứ không phải là đắt lắm. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, câu chuyện về bệnh nhân Trần Quang Trung
đã mang đến một thông điệp đầy hy vọng và tích cực. Việc anh Trần Quang Trung có thể chiến thắng với dịch bệnh ung thư gan, di căn sau 2 tháng hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Từ Nghĩ Thương Cho Không và các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một kỳ tích đáng ngưỡng mộ. Kỳ tích tại phòng khám Cha Từ Nghĩ Thương Cho Không và các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Giáo viên ở tỉnh Quảng Trị chiến thắng với ung thư gan, di căn. Anh Trần Quang Trung là một giáo viên đến từ tỉnh Quảng Trị đã trải qua một hành trình đầy gian nan khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư gan, di căn tới bàng quang. Tuy nhiên với sự hỗ trợ tận tình của phòng khám Cha Từ Nghĩ Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, anh Trần Quang Trung đã có thể vượt qua căn bệnh quái ác này sau hơn 2 tháng hỗ trợ điều trị. Điều đặc biệt hơn cả, anh Trần Quang Trung còn chia sẻ về sự ấm áp và mến khách của người dân Trà Vinh. Môi trường sống trong lành cùng với chế độ ăn uống lành mạnh tại đây đã góp phần không nhỏ vào quá trình phục hồi căn bệnh của anh Trần Quang Trung. Câu chuyện của anh Trần Quang Trung là một minh chứng rõ ràng cho thấy với sự kết hợp y học hiện đại và phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư truyền thống của cố linh mục Cha Vero Nguyễn Văn Tường. Cùng với tinh thần lạc quan và sự hỗ trợ từ cộng đồng, chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng với bệnh tật quái ác. Dạ, em là Trần Quang Trung, đến từ Quảng Trị. Em phát hiện bệnh ung thư là tháng 12 năm 2023. Sau khi phát hiện bệnh ung thư thì đã đi chữa ở Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Thì trong quá trình chữa ở Bệnh viện Việt Đức thì cũng có nhiều người mách bảo là ở Trà Vinh có một ông thầy chữa về ung thư rất là tốt. Và sau đó là nghiên cứu cái pháp đồ qua cái chương trình YouTube của các thầy ở đây đưa lên. Thì lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng sau cái quá trình nghiên cứu qua YouTube thì tôi thấy rằng là ở đây có rất là nhiều người đến chữa và cũng rất là tin cậy. Và tôi sau khi được bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật xong thì căn bệnh gan ban đầu giống như các thầy hướng dẫn thì muốn chữa lần, muốn đến đây hỗ trợ thì các bệnh nhân phải đi chữa ở Tây Y. Thì sau khi kết thúc ở Tây Y ở Bệnh viện Việt Đức thì tôi đi thẳng vào ở phòng khám Cha Từ Nghĩ Thương Cho Không. Và tại đây được các thầy hỗ trợ sau 2 tháng thì bệnh tình của tôi hôm nay đến đây là cũng xem như là trở về cái ngưỡng mà cho phép, là tất cả các cái chỉ số về ca gan của tôi đều trở lại bình thường. Đấy. Chức năng gan được bác sĩ khám và kết luận là tốt tại cái bệnh viện tuyến y tế và được các thầy chăm sóc rất là chú đáo, từ cái tư vấn sử dụng thuốc đến cái cách chế độ ăn của bệnh nhân và người nuôi như thế nào. Các thầy cô ở đây chăm sóc và hướng dẫn rất là tận tình. Qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn đến quý thầy ở phòng khám Cha Từ Nghĩ Thương Cho Không. Cảm ơn đặc biệt là thầy Tiến, thầy Thân và cô Hình và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho phòng khám của Cha Từ Nghĩ Thương Cho Không và quý thầy. Chúc quý thầy sức khỏe và luôn luôn đồng hành với và hỗ trợ cho các cái bệnh nhân mang căn bệnh hiểm nghèo giống như tôi. Xin cảm ơn. Sau khi mà điều trị bên Tây Y ở Bệnh viện Việt Đức thì sau 1 tháng tôi có tái khám lại. Thì sau khi tái khám ở Bệnh viện Việt Đức, người ta cũng kết luận rằng là đã xuất hiện lại các cái hạt ở rốn gan. Đấy. Và lúc đó sức khỏe của tôi thì vừa mới phẫu thuật xong cho nên rất là yếu. Và bác sĩ yêu cầu là được nút mạch là lên nữa. Nhưng mà vì sức khỏe yếu quá và tôi nghĩ rằng nếu nút mạch nữa thì sức khỏe không tốt.
mình sẽ không còn sức đề kháng để chống chọi với loại bệnh. Nhưng sau đó tôi quyết định vào ở phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Và sau 2 tháng điều trị ở đây thì sức khỏe của tôi đã rất là khỏe. Và được thầy cho đi khám ở bên Tây Y, thì bên Tây Y cũng kết luận là sức khỏe của anh là trở lại bình thường. Và kết quả bây giờ sức khỏe của tôi hiện tại cũng rất là khỏe. Đấy, xin cảm ơn các thầy. Và trước khi em bị bệnh, em là giáo viên cấp 3 của trường ở thị xã Quảng Trị. Hiện cũng đang công tác tại trường, và từ ngày chữa bệnh, bắt đầu phát hiện bệnh cho đến giờ là cũng 7 tháng. Dạ, trong thời gian đó thì cũng được ban giám hiệu nhà trường, rồi cũng các anh em trong giáo viên ở trong nhà trường là hỗ trợ dạy và cũng tạo điều kiện cho mình đi chữa bệnh. Sau khi vào đây được các thầy hướng dẫn sử dụng pháp đồ điều trị bệnh ung thư là ăn cháo nano và thảo dược nano và không sử dụng thịt động vật thì mình sẽ trở lại con người khỏe mạnh. Thì tôi thấy qua lời của mấy thầy thì đây cũng là một cái điều rất là thần kỳ. Cho dù là cái phương pháp nhìn nó rất đơn giản nhưng mà hiệu quả thì rất là cao, mang lại thì hiệu quả rất là cao. Đấy, và tôi cũng khuyên rằng là bạn không những khuyên và bản thân tôi thì sau này mà được ra viện thì tôi về nhà cũng giữ vững cái pháp đồ của các thầy đã hướng dẫn, đó là ăn cháo nano và uống thuốc giáo dục nano và không sử dụng cái đàm động vật, không sử dụng đến động vật. Và khuyên các cái bệnh nhân mà đang mắc cái bệnh nan y như tôi thì đang điều trị ở đây thì hoặc là đã về nhà cũng cố gắng mình làm sao đó để giữ vững được cái pháp đồ của các thầy. Và những cái người mà mắc bệnh ung thư nhưng chưa có duyên để đến với các thầy ở đây thì cũng khuyên mọi người cũng nên theo dõi cái để sử dụng cái pháp đồ của thầy hướng dẫn trên các cái kênh mạng xã hội hoặc là YouTube để mình có thể tự cứu sống bản thân mình. Xin cảm ơn. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Cha Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải gồng ngôi. Trước lúc đi, Cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ hoang, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà Cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư Cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên Cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá Cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được Cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên Cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng
con mừng quá cha ơi. Một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nô, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.